Tyson Fury hé lộ vũ khí bí mật để hạ knock out Alexander Usyk. Trận đấu giữa Tyson Fury với Alexander Usyk sẽ diễn ra vào tháng 2 năm 2024 tại Saudi Arabia. Người giành chiến thắng trong cặp đấu giữa Fury và Usyk sẽ là nhà vô địch tuyệt đối đầu tiên của hạng heavyweight sau hơn 2 thập niên. Trước đó, người gần nhất giành danh hiệu này là Lennox Lewis. Với thành tích chuỗi 21 trận toàn thắng, cùng bộ sưu tập đồ sộ là 4 đai vô địch WBA, WBO, IBO và IBF trong tay, Alexander Usyk được đánh giá cao hơn so với Tyson Fury. Ở trận đấu triệu đô đáng mong chờ này, liệu võ sĩ người Ukraine có duy trì được chuỗi trận bất bại khi gặp thế giúp Sikin? Trước thềm trận đấu, Fury nhận được lời mách nước vô cùng quý giá từ cựu võ sĩ boxing và kickboxing nổi tiếng Dewey Cooper. Dewey Cooper chính là huấn luyện viên của cựu võ sĩ UFC, người vừa ra mắt boxing bằng trận đấu gây tranh cãi với chính Tyson Fury hồi tháng 10 năm ngoái. Đáng nói hơn, Ngannou đã đấm knock down Fury ở hiệp 3, điều mà chưa võ sĩ boxing nào từng làm được. Sau 10 hiệp đấu, Fury chỉ giành chiến thắng bằng tính điểm trước thú săn mồi Ngannou dù bị sưng tím mắt. Huấn luyện viên Dewey Cooper cảnh báo Tyson Fury chỉ hung hăng, máu lửa thì vẫn chưa đủ để Fury có cửa hạ Alexander Usyk. Ông cho rằng Jeff Seeking cần nhiều hơn những lời đe dọa và tâm lý chiến để đánh bại Usyk. Thế Jeff Seeking nhận được lời khuyên nên rút kinh nghiệm từ 2 trận thua của Anthony Joshua trước Usyk. Vì thất bại, Joshua đã để lại nhiều bài học quý giá cho Fury. Usyk rất tài năng, di chuyển nhanh nhẹn với kỹ thuật boxing tuyệt vời. Với kinh nghiệm của nhà cựu vô địch Olympic, Usyk dường như không bao giờ mệt mỏi, Cooper nhận định. Theo lời khuyên của huấn luyện viên Cooper, muốn giành được chiến thắng trước đối thủ đáng gờm Usyk, Fury cần sẵn sàng áp dụng những chiến thuật mạo hiểm và bất ngờ, thậm chí có phần tiểu xảo để có thể hạ gục đối thủ. Sau trận thượng đài với Ngannou cuối tháng 10 năm ngoái, Tyson Fury có khoảng 14 tuần để chuẩn bị cho màn so găng đỉnh cao với Usyk tại sự kiện Ring of Fire vào ngày 17 tháng 2 tới.